Thưa quý vị và các bạn, dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt 16 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, coi đây là một giải pháp để thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp này vẫn chậm, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lại cần thuê mặt bằng để sản xuất. Doanh nghiệp gia công hàng dệt may An Phát tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ hoạt động được 3 năm. Dù có năng lực sản xuất cao hơn, thu hút được từ 200 đến 300 công nhân, song vì thuê diện tích đất ở đây chỉ đủ cho 100 công nhân, nên sản lượng gia công không cao. Thời gian qua, doanh nghiệp rất muốn thuê mặt bằng mới để mở rộng sản xuất, nhưng vì tỉnh có chủ trương không tiếp nhận các dự án rời lẻ. Trong khi các cụm công nghiệp ở gần đó thì vẫn chưa làm xong, nên không thể tiếp cận được với mặt bằng để mở rộng sản xuất. Mong muốn là tỉnh, huyện và các nhà đầu tư sớm triển khai cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp để doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi có thể phát triển kinh doanh mở rộng thêm. Các làng nghề trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn hoạt động khá tốt, kể cả khi dịch COVID-19 diễn ra. Tuy nhiên, vấn đề mặt bằng để mở rộng sản xuất luôn gặp khó khăn khi mà tiến độ xây dựng cụm công nghiệp làng nghề cũng như các cụm công nghiệp của tỉnh triển khai chậm. Bởi năng lực tài chính của các hộ này có hạn, trong khi nhu cầu có mặt bằng với diện tích từ 1.000 đến 2.000m2 để phát triển các sản phẩm nghề truyền thống lại đang rất cần. Nhu cầu muốn thuê mặt bằng thì rất lớn. Để có một cái nơi để sản xuất hương cho nó thuận lợi hơn là cái đất cũ ở trong nhà rất chật hẹp. Thế nên tôi mong rằng là cái cách làm thế nào tiến độ thi công càng nhanh càng tốt để thuận lợi mà bà con tôi có nhu cầu thuê đất. Ngay cả chính quyền địa phương và người dân được quy hoạch để xây dựng cụm công nghiệp cũng rất sẵn sàng nhường đất cho dự án, đồng thời mong mỏi các cụm công nghiệp này sớm đi vào hoạt động bởi liên quan đến sản xuất canh tác của họ, cũng như hy vọng vào cam kết của nhà đầu tư sẽ được tiếp nhận và làm việc tại các dự án phát triển mạnh dịch vụ ngay tại quê nhà. Và đối với người dân thì từ khi mà nghe có cái cụm công nghiệp về thì họ cũng rất là thấp thỏm. Là vụ vừa rồi họ cũng nên hỏi xem là vụ này có cấy được không. Các khu cụm công nghiệp thường gắn với giao thông phát triển thuận lợi, trong khi hệ thống giao thông ở Hưng Yên đã tốt, nhất là trong điều kiện chúng ta đang đón làn sóng đầu tư mới sau đại dịch COVID-19, đồng thời sẽ là cú hích rất lớn cho các dự án nhỏ và vừa có điều kiện thuê mặt bằng để làm xưởng sản xuất, đặc biệt là các huyện khu Nam của tỉnh.